Hello, xin chào tất cả các bạn. Như mình giới thiệu ở cái video đầu tiên của mình ấy, thì nếu như bạn có bất kỳ các cái nhu cầu nào liên quan đến bất động sản ở khu Eco Park thì vui lòng liên hệ với mình nha. Số điện thoại là 0912532139 ạ. Mình là sale chuyên bán về cái biệt thự nhà phố này, liền kề này, shop house này và các khu chung cư tại Eco Park. Đồng thời mình cũng giúp cho rất nhiều các cái cư dân chủ sở hữu của các bất động sản ở Eco Park mà không có nhu cầu, có nhu cầu chuyển nhượng thì chuyển nhượng này, hoặc không có nhu cầu chuyển nhượng thì có nhu cầu cho thuê, thì mình cũng giúp cho họ nhanh chóng tìm được khách thuê. Nên là các bạn có bất kỳ nhu cầu nào về mua này, thuê hay cho thuê thì đều alo với mình nha. Ở cái video đầu tiên ý, thì mình đã giới thiệu với các bạn về cái lộ trình năm 2020 chủ đầu tư Eco Park có những cái sản phẩm nào. Và bây giờ đang là thời điểm tháng 6 ạ. Trong tháng 6 này thì có ngày 18 tháng 6 nhé bạn nhé. Đó là một ngày rất đó là cột mốc quan trọng. Chủ đầu tư Eco Park sẽ cho ra một cái dự án, đó là Thủy Trúc ạ. Tổ hợp nhà phố thương mại và liền kề Thủy Trúc ạ. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, vậy thì cái tổ hợp nhà phố thương mại liền kề Thủy Trúc này là như thế nào và có những cái sản phẩm nào. Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên ý, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là cái sơ đồ ạ, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể. Các bạn đã biết là trường Edison ở đây rồi đúng không ạ? Và cái khu tổ hợp West Bay đây rồi đúng không ạ? Thì Thủy Trúc sẽ là một cái khu nhà phố thương mại nằm ở giữa trường Edison và West Bay ạ. Khu nhà phố Thủy Trúc nằm trong vịnh Aqua Bay tại phía nam của khu đô thị Eco Park. Chủ nhân của những căn nhà phố Thủy Trúc sẽ được tận hưởng những tiện ích nội khu của Thủy Nguyên, bao gồm clubhouse như là gym, jacuzzi, bể bơi. Kèm theo đó là hệ thống tiện ích của khu đô thị Eco Park như khu vực trường học liên cấp, học viện Gôn ạ. Học viện Gôn ở đây ạ. Khu thể thao Sport Arena, chuỗi siêu thị Kmart, Vinmart, Citymart và Hồ Thiên Nga. Công viên Hồ Thiên Nga và hệ thống công viên cây xanh ạ. Câu hỏi đặt ra là thế ít nữa khi nó lên hình hài thì cái dãy nhà đó nó sẽ như thế nào? Thì các bạn có đang nhìn thấy đây chính là cái thiết kế của cái khu Thủy Trúc ạ. Đó. Được gọi là tách biệt bởi cái hệ thống kênh đào mặt đường đấy ạ. Còn về đêm thì nó sẽ long lanh lung linh như thế này ạ. Thủy Trúc Residence là một tổ hợp nhà phố thương mại và liền kề Thủy Trúc ạ. Một không gian đặc biệt với những khu phố nhỏ lãng mạn, an nhiên sát cạnh những phố mua sắm sầm uất, màu sắc và nhộn nhịp. Những căn phố biệt lập, yên tĩnh, xanh mướt nằm cạnh một thế giới phồn hoa rực rỡ, nơi một bước ra phố, một bước trở về bình yên ạ. Đó, các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh của Thủy Trúc. Và với cái vị trí địa lý là khoảng 20 phút đi xe ô tô đến Hồ Hoàn Kiếm, từ 20 đến 30 phút đến các cái khu công nghiệp trọng điểm ở tỉnh Hưng Yên hoặc Bắc Ninh. Ngoài ra cũng chỉ mất 30 phút thì bạn có thể di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài qua đường cao tốc và để về đến khu Eco Park và cái khu Thủy Trúc ạ. Đây là một cái vị trí giao lưu nâng tầm kết nối rất là tiện ích ạ. Thủy Trúc Residence nằm trong khu Eco Park ạ, là một đại công viên xanh
đáng sống nhất phía đông nam thành phố Hà Nội, với hạ tầng giao thông hiện hữu, vị trí chiến lược giúp các kết nối cực kỳ thuận tiện đến các cái khu lân cận ạ. Và một điều rất rất đặc biệt ở đây là bạn sẽ thấy rằng là số lượng rất là hữu hạn, chỉ có 67 căn ạ. Trong đó thì có 8 căn là khu nhà phố thương mại đầu hồi ạ. Còn lại là khu nhà phố vườn ạ. Chúng ta sẽ đi cụ thể chi tiết vào từng khu bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ nói với các bạn, đây là một cái cơ hội hiếm có để cho các bạn có nhu cầu sở hữu các cái khu nhà phố thương mại đầu hồi, nhà phố thương mại vườn. Rất là đẹp. Giá cực kỳ hấp dẫn. Nếu như ít nữa các bạn quy ra cái số tiền trên một mét vuông hoặc là số tiền trên một mét vuông đất này, hoặc là số tiền trên cái diện một mét diện tích sử dụng, thì bạn sẽ thấy cái giá nó rất là hợp lý ạ. Về số lượng căn ở đây ý, thì có duy nhất là 67 căn, trong đó thì có 8 căn nhà phố thương mại đầu hồi, là các căn này, căn 1 này, căn 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, và 8 căn nhà phố thương mại điển hình. Đó là các căn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là những cái căn căn ở giữa. Ngoài ra thì số lượng còn lại là 51 cái căn nhà phố vườn. Trong đó thì có 12 căn nhà phố vườn ba mặt tiền. Đó là những căn này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn lại là 39 cái căn này. Đó là nhà phố vườn điển hình ạ. Về diện tích nhé. Cái nhà phố thương mại đầu hồi này này thì có diện tích từ 122,5 m² này, đến một loại nữa là 132 m², rồi đến 171 m², và cái mảnh to nhất là mảnh này ạ, là 175 m². Đó là nhà phố thương mại đầu hồi và điển hình. Còn cái căn nhà phố vườn ý, thì có diện tích từ 82 m² đến, hoặc là loại nữa là có 87,5 m², và có cái mảnh to nhất ở đây ý, là 148,7 m² ạ. Còn các cái căn mà nhà phố vườn điển hình thì chỉ có diện tích từ 86,6 m² đến 87,5 m² và đến 90 m² thôi ạ. Có một số các cái mảnh ở đây nữa thì cũng có hơi to hơn một chút xíu, đó là 98,9 m² ạ. Giờ thì chúng ta sẽ xem là cái thiết kế về layout của các cái căn nhà này trên thực tế thì nó như thế nào bạn nhé. Nhà phố thương mại thì về ban ngày các bạn nhìn thấy nó sẽ là các cái nhà phố như thế này ạ. Bao gồm 4 tầng ạ. Đặc biệt là đối với các nhà phố thương mại ấy, thì cái tầng 1 này là rất là dài. Rất là cao ạ. Đây là hình ảnh về ban đêm ạ. Hình ảnh ban ngày khác ạ. Đó. Đó là hình ảnh về nhà phố thương mại. Thế còn nhà phố vườn thì như thế nào? Đây là hình ảnh của các cái nhà phố vườn bạn nhé. Các bạn nhìn thấy thì các cái nhà phố vườn này mặc dù cũng 4 tầng như nhà phố thương mại đầu hồi và điển hình, thế nhưng mà cái chiều cao của cái tầng lửng với tầng 1 nó thấp hơn. Ở đây nó chỉ có 3,6 m thôi. Nhưng mà ở cái nhà phố thương mại thì là nó cao là 6,9 m ạ. Đó, cho nên là các bạn thấy là các cái nhà phố thương mại này nó sẽ cao hơn các cái khu nhà phố vườn ạ. À.
Các bạn có thể nhìn thấy rằng một màu xanh rất là nhiều ở các cái khu đô thị và nhà phố của Eco Park. Đến đây thì các bạn vẫn chưa thấy được cái nét đặc biệt đặc sắc của cái khu này đâu. Chút xíu nữa mình sẽ giải thích với các bạn một cái cụm từ rất là hiện đại, đó là bespoke. Bespoke là gì? Bespoke là gì? Thì các bạn sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa của cái từ đó sau và các bạn mới thấy được cái giá trị của các cái tòa nhà này, của các cái khu nhà phố và nhà vườn ở ở Thủy Trúc này. Giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về khu Thủy Trúc Residence bạn nhé. Những con phố mua sắm nhộn nhịp đầy màu sắc. Nhà an nhiên giữa phố, phố sôi động giữa đại dương công viên xanh bất tận. Thủy Trúc Residence như một bức tranh được chấm phá bởi nét xanh mướt của những phố nhỏ đầy hoa, yên bình và xanh mướt nằm cạnh những phố mua sắm rực rỡ sắc màu, nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn. Cả khu phức hợp hòa quyện cùng sắc xanh bất tận ngút ngàn của đại công viên xanh Eco Park, khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới ạ. Những khu phố nhỏ lãng mạn xinh xắn đầy hoa cỏ xanh ngút ngàn ạ. Phố Thủy Trúc, thế giới của những cửa hiệu bespoke. Giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn thế nào là bespoke bạn nhé. Chúng ta sẽ gặp ở trong cái tờ brochure của chủ đầu tư ấy, là một cái từ bespoke. Có thể bạn đã nghe cái từ này rồi hoặc cũng có thể chưa. Thì hôm nay mình sẽ giải thích giúp bạn cái từ bespoke có nghĩa là gì nhé. Cái từ bespoke mà có nguồn gốc từ động từ be speak, có nghĩa là nói cho một cái gì đó. Còn cái tính từ bespoken thì có nghĩa là được đặt hàng, được ủy thác và được sắp xếp cho. Đó là trong cái nguyên gốc của cái từ điển tiếng Anh Oxford. Thế còn cái từ bespoke mà ngày nay mọi người hay dùng trong cái thời đương đại này thì có nghĩa là gì? Thì mình sẽ nêu ra một số cái lĩnh vực mà có sử dụng cái từ bespoke này để sau đó chúng ta đúc rút ra một cái tính từ cụ thể của cho nó nhé. Các bạn hay nghe thấy người ta nhắc đến thuốc bespoke, có nghĩa là một cái phong trào để điều trị phù hợp hơn với từng bệnh nhân. Còn cái thuật ngữ danh mục đầu tư bespoke có nghĩa là một công cụ đầu tư. Giày bespoke có nghĩa là giày được thiết kế để phù hợp với cái thông số kỹ thuật của khách hàng. Thế còn cái phần mềm bespoke có nghĩa là phần mềm được viết theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Thế còn từ thời trang bespoke thì có nghĩa là quần áo, đồ đạc may riêng cho khách hàng. Như vậy, mình qua một số điểm các cái ví dụ trên thì mình đúc kết lại là chúng ta có thể hiểu được rằng cái phố nhỏ Thủy Trúc, thế giới của những cửa hiệu bespoke thì có nghĩa là có hàm ý rằng đây là một các cái dãy phố có các cái cửa hiệu mà thiết kế để dành riêng cho bạn, dành riêng cho các nhu cầu của bạn và bạn xứng đáng có được điều đó. Đó. Thủy Trúc Residence, phố nhỏ Thủy Trúc, thế giới của những căn nhà nhỏ xinh đầy hoa. Phố nhỏ Thủy Trúc, thế giới của mô hình kinh doanh đặc biệt với những tiệm spa tĩnh lặng, kín đáo, chỉ dành cho những khách có gu. Những nhà hàng, những tiệm thử vang, đỉnh của đỉnh ạ. Khách muốn thưởng thức phải đặt trước suất phục vụ ạ. Về đêm các cái con phố này khép lại, buổi tối là các con phố được khép lại, hạn chế người đi lại và trả lại vẻ yên tĩnh, tĩnh lặng. Ví dụ như là các cái nhà hàng ở trong này ấy, mà đây đây là theo cái hướng thôi của chủ đầu tư là những cái nhà mà thương mại vườn này này có kinh doanh thì cái kinh doanh những cái mặt hàng mà
Bespoke là thiết kế dành riêng cho khách hàng, có nghĩa là những cái khách hàng ở đây rất là đặc biệt, những cái khách hàng ở đây người ta kín tiếng, người ta không muốn sự ồn ào của mọi người khác để ý đến họ. Và khi ví dụ buổi tối nếu mà đến đây thì phải đặt trước với nhà hàng và chỉ được qua cái cổng chốt bảo vệ khi có sự đồng ý và xác nhận của chủ cửa hàng. Đẳng cấp của sự hữu hạn ạ. Chỉ có duy nhất 67 căn ạ. Trong đó duy nhất là có 8 căn nhà phố thương mại đầu hồi và 8 căn nhà phố thương mại điển hình ạ. Như vậy nếu như các bạn nào mà có muốn sở hữu những cái căn nhà nhà phố thương mại này thì hãy rất là nhanh chóng tìm hiểu về thông tin. Mình rất là vui lòng được chia sẻ các cái thông tin này với các bạn. Đừng quên gọi cho mình 0912532139, mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn các thông tin để bạn tìm hiểu, để phải tìm hiểu trước đi. Và sau cái ngày 18 tháng 6 là cái ngày mà chốt các cái căn, thì cái vì nó tính hữu hạn của nó cho nên là các bạn phải nhanh chóng, thật sự rất nhanh chóng để mới có giữ được cái suất cho mình các cái căn nhà mà mình đã lựa chọn ạ. Đẳng cấp của sự hữu hạn được thể hiện là chủ nhân ở những căn nhà tại Thủy Trúc Residence sẽ được tận hưởng sự riêng tư, an ninh và biệt lập chưa một nơi nào có được. Tại đây, mỗi chốt bảo vệ đa vòng 24 trên 24 được chỉ định để bảo vệ một cộng đồng hạn hữu trên dưới 10 căn nhà phố. Có nghĩa là có một đội ngũ để bảo vệ cho các căn nhà của bạn và để đảm bảo cho cái sự bình yên và tĩnh lặng trong cuộc sống của bạn. Nếu như bạn muốn sở hữu những cái căn nhà phố hoặc nhà vườn thương mại trong khu Thủy Trúc ạ. Ngoài ra mình cũng giới thiệu thêm là Thủy Trúc Residence có gần 100 tiện ích tầm cỡ khác. Ví dụ như là bạn có thể thấy là bệnh viện y khoa Tokyo này, phòng khám y khoa Eco Clinic này, hay là rạp chiếu phim CGV này, hoặc là hệ thống trung tâm tài chính thương mại và giải trí này, đường dạo bộ năm giác quan này, và bạn có thể sử dụng cái dịch vụ EcoBus của EcoPark, hồ Thiên Nga này, sân golf đẳng cấp quốc tế và học viện golf. Ngoài ra nếu như các bạn có trẻ nhỏ thì các bạn sẽ có một cái hệ thống giáo dục toàn diện tại khu Thủy Trúc Residence, đó là trường mầm non Creative Kindercare, trường phổ thông liên cấp Đoàn Thị Điểm, trường phổ thông quốc tế, trường phổ thông liên cấp Edison ạ, và trường đại học Anh Quốc Việt Nam ạ, trường đại học Y khoa Tokyo ạ. Ngoài ra thì các bạn cùng gia đình sẽ được tận hưởng cái không gian cây xanh mặt nước gần 100 hecta của khu EcoPark. Nếu ở dưới phần dưới này thì mình có các cái chia sẻ về mặt bằng tổng thể của nhà phố Thủy Trúc này, nhà phố thương mại đầu hồi này, nhà phố thương mại điển hình này, nhà phố vườn ba mặt tiền này, và nhà phố vườn điển hình. Các cái chi tiết cụ thể này nếu mà các bạn có cần cái nhu cầu tham khảo thì vui lòng liên hệ với mình nha. Số điện thoại là 0912532139. Mình tên là Huế và rất rất vui nếu như được chia sẻ các cái thông tin này với bạn. Alo cho mình nha. 0912532139 ạ. Đặc biệt mình là cư dân mà sống tại EcoPark từ năm 2014 nên là có thể ngoài các cái kinh nghiệm và các cái thông tin liên quan đến các cái bất động sản mà các bạn muốn có nhu cầu sở hữu tại EcoPark thì mình nắm rất rõ về giá cả này, về tất cả các cái chính sách ví dụ như là hưởng cái chiết khấu ưu đãi hoặc là các cái chính sách của chủ đầu tư. Thì mình có thể sẽ chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm thực tế của mình đã sống là một cư dân của EcoPark từ năm 2014 ạ. Alo cho mình nha, 0912532139 ạ. Cảm ơn các bạn nha.